Đây là công Vom GV. Hôm nay là 3 tháng và để ngày 26, 3 tháng và 1 tuần tuổi, hơn 1 tuần tuổi một chút. 3 tháng 1 tuần tuổi. Vừa mới cân thử cái để theo dõi cái cân nặng của nó thì hôm nay được khoảng 15 cân rưỡi gì đấy rồi. Nó ở giữa khoảng 15 và 16 cân. Quay cho công cái video này trước khi công chuyển vào sống với lại chủ ở Bình Dương. Vừa không chúng ta ôm nhau quan tâm gì đến cái đấy. Đẹp đấy nha, kiểu gì chả cắt được cái ảnh đẹp lắm à. Quay video để gửi video cho chủ đây chứ cắt ảnh cắt tiếp gì. Không. Tên ngớ luôn, lần đầu tiên nghe đấy cái từ gì nó phát ra. Ấy. Không. Lại một tí gần đấy đấy đẩy quả bóng ra đây rồi em ngồi gần lại tí. Ừ. Không. Đây, đấy đấy. Thấp xuống, thấp. Được chưa? Chán à? Mũi đấy, chán. Này thích quả bóng to. Nó chỉ có dí rách như này thôi. Mời các bạn cùng xem gọi là con chó nghìn đô đi. Xem mà nó có cái khác biệt gì không. Một số bạn thì cứ thắc mắc là sao cũng cùng là một con chó rốt con mà sao giá nó lại chênh lệch nhau nhiều đến thế. Thì lúc nào đấy trại sẽ làm một cái video riêng về cái việc ấy. Về cái việc tại sao mà những cái con chó nó lại có cái sự chênh lệch giá ghê gớm như vậy. Có những con chó mua, con chó con mua hàng trăm triệu vẫn là mua được rẻ. Và có những con chó con mua 5-7 triệu vẫn là mua đắt các bạn nhé. Bởi vì quan trọng là mua được con chó nó có đúng cái ý mong muốn của mình có ưng ý hay không. Đấy nó mới là cái vấn đề quan trọng. Và con chó nó đẹp như thế nào, vẻ đẹp chuẩn mực của giống, hay là cái con chó nó đẹp theo cái sở thích cá nhân của mình, hai cái đấy nó sẽ khác nhau rất nhiều. Cái con vẻ đẹp chuẩn mực của giống nó sẽ luôn luôn nó sẽ là những con chó đắt tiền. Còn chưa kể là cái con chó khi mà chúng ta xem hình ảnh để chúng ta chọn con chó, chúng ta mới chỉ nhìn được cái mã ngoài của nó thôi. Còn con chó nó sống với chúng ta, nó khác với này con gà, con lợn là bởi vì cái thần kinh của nó. Đấy nó mới là cái mà nó tạo cái sự chênh lệch giữa các con chó với nhau. Còn nếu mà các bạn mà chỉ dựa vào một cái hình ảnh của con chó nào đấy mà có thể nói được là con này bán giá cao hay giá thấp hay là đắt hay là rẻ thì rất là khó. Bởi vì cái hình ảnh chúng ta sẽ chỉ nhìn được cái ngoại hình của nó thôi và nhìn được ở một góc cạnh nào đấy thôi. Đây là công Vom GV Đực. Công sẽ sớm gặp lại mọi người ở trên sân thi chó đẹp Dog Show. Một con chó có cái khuôn mặt rất đẹp, thể hình rất đẹp,
Rồi các bạn sẽ thấy, thực ra những cái con chó mà nó là những cái con xuất sắc thì thường là trại cũng sẽ rất là chọn chủ cho chúng nó. Chứ không phải là cái câu chuyện ở đây là con chó không phải là cứ người nào trả được giá tiền để mua con chó thì là sẽ bán, không phải là như vậy. Nào ra đây, không làm đấy. Bởi vì thực sự mà nói cái giá tiền thì có thể là với một số người sẽ thấy là nó cao, nhưng mà nó vẫn là rất rất nhỏ, một cái khoản chi phí nhỏ so với lại cái tiền chúng ta chăm sóc chúng nó, chưa nói đến cái việc công, cái công sức chúng ta bỏ ra. Còn khi chúng ta mua một con chó về để chúng ta nuôi thì nó lại không phải là cái câu chuyện ở cái việc là như là chúng ta mua một cái cây có thể chúng ta sẽ vứt đi nếu chúng ta chán, cho vứt. Nhưng con chó nó không như vậy, nó còn có tình cảm, nó gắn bó. Nên là các bạn cũng khi mà các bạn tìm mua chó thì các bạn hãy cân nhắc đến cái yếu tố đấy. Bởi vì con chó ở đây là chúng ta mua về để làm bạn, thành viên gia đình, nó như là một đứa em, một đứa con ấy. Mà không có ai dạy gì mà khi được chọn, con đẻ ra thì không chọn được, nhưng chó thì lại chọn được. Không có ai dạy gì mà lại đi chọn con mình đẻ ra nó xấu cả, hay là nó ngờ ngạch, nó không có nhanh nhẹn. Nhưng con thì không chọn được, còn chó thì chúng ta chọn được. Như là bạn ấy, chúng ta có thể chọn được bạn. Có làm bạn hay không là do chúng ta chọn. Ừ, ngồi, nằm yên đấy để quay video tí. Nào, cẩn thận không đổ cây. Nào. Hấp. Thì lại không, cái này không phải đầu nghịch. Nói một chút về cái giá bán của con chó con. Thì các cái con chó con mà của các cái con bố con mẹ khác nhau, các cái cặp đôi khác nhau nó sẽ khác nhau. Là bởi vì nó có một cái là nếu mà một con bố tốt gặp một con mẹ tốt và nó ra chó con tốt thì cái đàn chó con đấy sẽ là đàn chó con giá cao nhất. Tiếp đến thứ hai nữa là một con bố tốt gặp một con mẹ khá và cũng ra chó con tốt thì cái đàn đấy sẽ là đàn ở vị trí thứ hai về giá. Tiếp đến nữa là một con bố tốt và một con mẹ trung bình ra chó con tốt thì đàn đấy cái mức giá nó ở sẽ vị trí thứ ba. Còn cả con bố và con mẹ đều bình thường thì tất nhiên là nó sẽ ở cái mức cuối cùng rồi. Còn bản thân mà con bố tốt và con mẹ tốt nhưng mà cái con chó con chỉ ở mức khá thôi thì nó cũng sẽ chỉ là ở mức giá hạng 2 hoặc hạng 3 chứ nó sẽ không thể là ở cái mức giá cao nhất được. Cho nên là các bạn sẽ thấy là các đàn khác nhau giá nó sẽ khác nhau. Và trong một đàn chó, những cái con chó ở trong đàn giá nó cũng có thể khác nhau nếu nó có sự chênh lệch. Còn những con mà nó tương đương nhau thì đương nhiên là cái giá của nó cũng sẽ là tương đương. Công cùng với lại bố Bruno và dì Tina. Đây là dì nhá. Tina là cùng đàn với mẹ Sinia. Tina cùng đàn với mẹ Sinia của Công. Rồi. Nhắc đến tên chúng nó là chúng nó chuồn luôn rồi. Nhắc đến
Nhắc đến thằng Nô là nó chạy trốn trách nhiệm làm bố, nó chuồn ra kia nó chơi nó phá rồi.